kỹ sư mình thiếu thốn nhiều thứ quá không ạ? Giờ mà có cái tool thì mượn tôi rồi. Thế làm sao con khóc? Khói quá bụt ạ. Được, tưởng gì, ta cho con ba điều ước. Con chỉ ước có một cái hút thuốc thật xịn. Sao ông dại thế? Ước mày đo không ước? Ước hút tiết dính vào mồm ấy. Cứu nó bụt ơi. Hết rồi nhá, ta lạc trôi đây. Giờ em đã là vợ người ta. Áo trắng cô. Test cho anh con nuôi ti em ơi. Test smart box PC luôn nhá. Còn con mẹ ti về nữa, test ngay nhá. Ok em là bà nội của anh. Em là bà nội. Huy, mua cho anh 500 cái bánh rán về đây. Bánh rán của người đẹp đây. Đẹp trai người có nhiều đứa yêu. Có nhiều đứa yêu. Là trên 4 này. Sống khỏe quá anh ạ. Ừ, anh cũng chưa thấy sống ở đâu khỏe như ở đây. Dạo này ăn gì nốt căng thế? Được chưa? Sắc môi em hồng, hồng phố ly nghìn lơ. Anh Trinh ơi, đi dùng xong cho em lượm một tí nhé.